Manscape sẽ cho phép chúng ta chỉnh được cái góc độ của mặt trời bằng những cái phím tắt ha. Và cụ thể ở đây nó sẽ là hai phím, đó là UI, nghĩa là khi chúng ta ấn U thì mặt trời sẽ di chuyển lùi lại, giống như là hiện tại đang là 4 giờ sáng ha, tối thui như thế này. Và mình ấn Y thì nó sẽ cộng thêm 7 giờ sáng ha, 10 giờ sáng và về chiều đến đêm. Thì hai nút này sẽ là làm cho cái thời gian của mình nó thay đổi đi. Thì các bạn sẽ để ý là khi mình ấn á, là bên góc phải dưới cùng này nó sẽ có một cái phần liên quan tới giờ này. Đó là phím UI ha. Mình cũng có thể dùng một cái phím khác, đó là ấn Shift. Và sau đó là mình sẽ giữ chuột phải để mình kéo, thì nó cũng thay đổi cái thời gian giống như cái việc mình ấn UI. Đây. Và ngoài cái việc thay đổi thời gian theo cái kiểu hai phím này á, thì trong Anscape thì nó cũng hỗ trợ cho việc chúng ta xoay cái mặt trời của mình theo hai hướng, hai cái trục. Thì mình có thể bấm bằng cách là Ctrl và ấn UI. Mặt trời sẽ xoay vòng, người sẽ thấy nó xoay vòng. Và Shift UI thì nó sẽ cao thấp của mặt trời, chính cái độ cao và độ thấp của mặt trời. Ví dụ như là mình sẽ để mặt trời nó thấp như thế này đi, và mình ấn Ctrl UI lại để mọi người có thể thấy được là mặt trời nó sẽ quay hình tròn xung quanh công trình nó như thế này. Đó, mặt trời này nè mọi người. Đấy. Và đó là những cái cách mà để chúng ta thay đổi hướng mặt trời ở trong Anscape nhé. Thì khi mà mình làm thiết kế thì cái mặt trời này nó sẽ phải đi theo cái vị trí của công trình đúng không? Thì tiếp đến mình sẽ hướng dẫn các bạn add cái vị trí của công trình, và chúng ta sẽ chỉnh cái mặt trời đúng với cái vị trí của công trình đó luôn nhé.